Hello, xin chào cả nhà. Mọi người muốn rút em xe này, mọi người chỉ cần chuẩn bị tài chính rút ra 5 triệu ha, liên hệ ngay nó sẽ hỗ trợ xong xe cả đi lại cho mọi người 2 triệu đồng. Hôm nay mọi người cùng Loan mình tham khảo một cái mẫu xe bestseller của cửa hàng của Loan nha. Thì cà vẹt em này sẽ ra màu xám tím đen. Mọi người đang thấy trên hình em xe này sẽ là màu tím nha. Nhưng mà cà vẹt nó sẽ ra màu xám tím đen ha. Lấy cảm hứng từ iPhone 14 màu tím để sơn em xe này. Một cái mẫu xe mà bestseller cửa hàng đang bán thảo luận khá là nhiều luôn. Mọi người thấy là em xe này là thiết kế hoàn toàn lạ ha. Có những anh chị em mình khi xem video của Loan ở khu vực miền Bắc thì sẽ không thấy là có cái màu xe này đâu. Chỉ có cửa hàng của Loan mới có thôi nha. Nó sẽ hỗ trợ bảo hành nước sơn cho mình là từ 1 đến 2 năm. Em xe này thì hoàn toàn là nước xe sơn 3D nha cả nhà. Nó sẽ đổi màu cà vẹt hợp lệ cho anh chị em mình chạy trên đường luôn. Thiết kế ẹp 155. Mũ góp chỉ cần mang căn cước công dân gắn chip và chuẩn bị tài chính 5 triệu đồng thôi. Và anh chị em mình đang có nhu cầu mà mua mà lấy cà vẹt gốc á, mình chuẩn bị tài chính khoảng tầm 15 cho đến 17 để sở hữu em xe này nha. Thì cả nhà mình cùng Loan đi sâu vào tham khảo những cái chi tiết thời tiết trên xe của em nó nha. Đây về thiết kế phía trước nè cả nhà. Khá là quen thuộc ha, đối với những tín đồ mê xe tơ 155. Thiết kế của ẹp xám màu đỏ nè. Đây. Và em xe này mọi người sẽ thấy được là hiện nay Loan đang lắp một chiếc bi cầu ở phía trước nha. Anh chị em mình quan tâm thì liên hệ ngay số điện thoại bên dưới, Loan sẽ báo giá cho cả nhà mình nha. Hỗ trợ giá cho anh em mình chạy cực kỳ là tốt luôn và bảo hành cho anh chị em mình chạy luôn, cho nên mình cực kỳ an tâm nha. Và thiết kế của em xe này, Loan sẽ sơn một cái logo của Yamaha nha. Thiết kế 155 này, thiết kế cực kỳ nhẹ nhàng, màu sắc nhẹ nhàng, thiết kế nhẹ nhàng luôn. Và đây, anh chị em mình thấy xi nhan sau đã tích gọn hoàn toàn ha. Thiết kế hoàn toàn mới đối với ẹp 155. Cả nhà mình đã quá quen thuộc với một xi nhan lòi ra và dễ gãy ha, dễ bật ra khỏi cái khớp á mọi người. Thì mọi người sở hữu ngay một cái em xe về sau tích gọn, xi nhan bé nhỏ như vậy, nó sẽ hỗ trợ bảo hành cho cả nhà mình nha. Nhìn rất là nhỏ nhắn xinh xắn ha cả nhà, không sợ vướng víu, không sợ khi dắt vô nhà sẽ bị gãy, sẽ bị cản lại nè. Và em xe này thì nó có lên một cái phục Olin, vì cửa hàng nó đơn giản giá em cái phục này với giá là từ 3 cho đến 70% á cả nhà. Lên một cái dè cà tê phía sau nè, lên một cái chống đổ phía sau. Cả nhà mình có thể là tùy chọn cái phụ kiện gắn trên xe của anh chị em mình nha. Và trả trước 5 triệu thôi, gắn phụ kiện khi nào có biển số phải thanh toán luôn nè. Cửa hàng cho hỗ trợ hoàn toàn nợ lại luôn. Và lên một cái tay thắng. Nó lên tay thắng này là tay thắng trước nha. Tay thắng LCB nè cả nhà. Tay thắng bên trái, tay thắng bên côn thắng ha. Nói chung là cả cặp luôn. Thì em xe này hiện nay đang hỗ trợ giá cho cả nhà mình 44, gọi trước thì nó sẽ hỗ trợ sang xe là 2 triệu đồng. Đưa trước 5 triệu nè. Và hỗ trợ ngay với Loan là sẽ hỗ trợ bao đậu hồ sơ. Cửa hàng của Loan làm việc từ thứ hai đến chủ nhật không có ngày nghỉ luôn. Gọi để là hỗ trợ đón rước mọi người ở bất cứ khu vực nào nha. Cửa hàng là hay đón rước khách ở khu du lịch Đại Nam nè, chợ Nhật Huy nè, trung tâm thành phố mới và cổng Mỹ Phước 3. Mọi người cứ liên hệ để hỗ trợ tư vấn kỹ cho cả nhà mình hơn nha. Và bây giờ thì hãy cùng Loan mình tham khảo thêm một số những cái mẫu xe sơn tại cửa hàng của Loan nữa nha. Ở đây là rất nhiều những cái siêu phẩm, cả nhà Loan sẽ lướt nhanh cho cả nhà mình tham khảo thôi nha. Đầy đủ tất cả các màu. Hiện nay Loan đang trưng ở đây là đa số là tất cả những cái mẫu xe sơn thôi cả nhà. Màu sơn thì nó sẽ hỗ trợ bảo hành, mọi người cực kỳ an tâm. Và anh chị em mình khi thấy một cái màu sơn mình rất là thích thì hãy liên hệ ngay, chỉ cần lên cửa hàng mua xe một lần, nó sẽ hỗ trợ ship biển số cà vẹt về đến nơi ở nha. Bảo hành xe toàn quốc. Anh chị em mình mua tiền mặt thì có thể hỗ trợ, nó sẽ hỗ trợ ship xe luôn. Mà mua có phải lên cửa hàng nha. Loan có một em xe này là em xe màu xanh, màu vàng này cả nhà. Thiết kế em này sẽ là màu vàng đen nè. Đưa trước 5 triệu luôn. Và em xe bên cạnh sẽ là một màu tím luôn, nhưng mà em này là tím xanh nha. Đưa trước 5 triệu. Một em xe màu hồng nè, tiếp theo. Đưa trước 5 triệu luôn. Và đây là một em xe màu trắng đỏ nè, thiết kế sơn luôn. Màu tím đưa trước 5 triệu, màu xanh luôn nè cả nhà. Em này là màu xanh xi măng nha, rất là trẻ trung luôn, cái màu xanh xi măng rất là trẻ trung luôn. Đưa trước cũng tầm 5 triệu nè. Và dưới đây là sẽ có một em màu đỏ bạc nè. Màu xanh GB. Và bên cạnh đây là một em kỷ niệm 60 năm, bản kỷ niệm 60 năm nha. Đưa trước 5 triệu mang xe về nhà các lập tức gọi ngay thì nó sẽ hỗ trợ bao đầu hồ sơ. Cửa hàng của Loan hiện nay đang ở Bến Cát là giáp Thủ Dầu cả nhà. Bến Cát mà giáp Thủ Dầu 1 nha. Chứ không phải mọi người khi nghe Bến Cát trời xa quá là tưởng nó mãi mãi đâu, dưới Phú Giáo là không có nha. Nó ở giáp Thủ Dầu 1. Cho nên mọi người có thể mạnh dạn ha, liên hệ với Loan. Loan sẽ hỗ trợ đón rước cả nhà. Và đặc biệt là khi lên cửa hàng mua xe, Loan có hỗ trợ sang xe 2 triệu. Cửa hàng đang có hỗ trợ chương trình thu cũ đổi mới. Anh chị em mình đang chạy một cái dòng xe nào đó mà mình muốn đổi thì quá là tuyệt vời, mình chạy thẳng lên cửa hàng ha. Đi thì đi về đi xe cũ nhưng về thì về xe mới, cực kỳ dễ dàng cho cả nhà luôn. Gọi ngay qua số bên dưới để Loan tư vấn kỹ lưỡng cho cả nhà mình hơn nha.